Hello, chào cả nhà các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ nha. Đó thì hôm nay Thi sẽ chế biến món ghẹ sầu tỏi nha cả nhà các bạn. Ghẹ cháy tỏi cùng Thu và Thi. Mời cả nhà và các bạn đón xem Thi Thi nha. Nhà Thu với Thi sẽ làm tiếp nha cả nhà các bạn. Trời ơi, chua ghẹ nè. Đó, nó ngon. Quá ngon luôn cả nhà các bạn ơi. Đó nè. Gạch không? Ghẹ gạch không. Bữa nay ghẹ này làm gì ăn Thu? Giờ mình chế biến xào xào tỏi đi. Xào tỏi. Tỏi xào. Quá ngon cả nhà các bạn ơi. Gạch không? Trứng không? Giờ Thi sẽ đi rửa nha. Tỏi này. Đây là tỏi băm. Đó, mình làm phụ bếp cho Thi Thi. Trăm ngàn trái ớt nè. Thu với Thi ăn ớt dữ lắm. Làm cái gì cũng có ớt hết trơn cả nhà các bạn ơi. Giờ nó vàng rồi. Thi vớt ra ăn một miếng nè. Để hồi mình để vô cái chảo cho nó trên mặt cho nó có mùi mạo đẹp nha cả nhà các bạn. Giờ vàng rồi thì tàn khổ quá. Hai muỗng đường đi cho nó cái hậu nó ngọt ngọt cả nha. Uống ngọt. Ăn mắm tiêu. Rồi ăn tiêu rồi cái gì. Cái ghẹ này nó có độ mặn sẵn rồi thì ít có muối lắm cả nhà các bạn. Quá ngon, hấp dẫn. Cảnh xong nước hữu tình không á nha các bạn. Đó. Giờ tiêu cũng bị sẵn đang quay. Hồi mình để ra dĩa mình quay tiêu luôn nha. Đó. Hấp dẫn không á nha các bạn. Giặt cái nè, đó. Quá hấp dẫn thôi. Giờ tôi luôn mới gặp dùm quả bánh căng luôn. Nó hấp dẫn quá cả nhà ơi, mời cả nhà các bạn ăn cùng Thu và Thi và Chiến và Chí nha. Đó, ở kế bên nhà nó hát karaoke thành ra bây giờ tắt hết mọi chi tiết. Đó, nhìn cái càng ghẹ hấp dẫn không cả nhà các bạn, quá ngon. Bữa nay Thu Thi Chí chiến đấu thì có ghẹ rồi bánh hùng tôm, bữa nay nhậu bèo ở nhà các bạn ơi, có hai món à. Nhìn chỉ ghẹ hấp dẫn quá, ngon. Cắt miếng nhìn thấy nó kỳ quá. Ghẹ bữa nay quá ngon cả nhà các bạn ơi, gạch không luôn, nhìn vẻ ghẹ quá xá hấp dẫn. Thì cái video Thi Thi đây cũng kết thúc. Thi xin bye bye cả nhà các bạn. Nếu như các bạn có xem cái video của Thi thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, like, share, ủng hộ Thi Thi nha, để Thi có động lực làm những cái clip sau. Bye bye.